Nhớ CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cô Ica. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá những bộ truyện mới và có những bộ truyện rủ nha các bạn. Đây chúng ta sẽ có là Chiến Thánh của Eris tập 1 nè. Đó, bộ level mới nha các bạn. Rồi bộ Học Viện Siêu Anh Hùng mới luôn nè các bạn ơi. Moriarty tập 5 luôn nha. Rồi Last Color tập 32. Cuộc Sống Học Đường tập 6 phiên bản đặc biệt nha các bạn. Đây rất là nhiều quà xịn sò nha. Và một điều rất lưu tâm, chúng ta sẽ cùng khám phá art book của Conan. Đợi rất là lâu rồi mà Kim Đồng không mua nên đành phải mua của Nhật thôi. Rồi mà các bạn cùng chiêm ngưỡng qua trước khi mình review trước hơn về từng mối chuyện nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá art book của Conan các bạn. Mình đặt trên Mercury nha, trang web của Nhật đấy các bạn. Conan đây, art book từ năm 1994 tới 2015. Hy vọng một ngày nào đó art book này sẽ về Việt Nam nha các bạn. Chúng ta sẽ có một cái bìa rời. Đây art book này rất là to, khổ to nha các bạn, nặng luôn, nặng 1 kg luôn các bạn, cầm rất là chắc tay luôn. Đây Conan ở mặt trước là hình Conan nha các bạn, hám tử lừng danh Conan. Rồi thứ sau là hình của Shinichi nha các bạn, khá xịn sò. Bên trong chúng ta sẽ có là bìa cứng nha các bạn. Đây là bìa cứng đó, vẫn là hình của Conan và Shinichi nha. Bên trong sẽ có một số trang màu về những cảnh trong anime nha, anime rồi trong các tuyển tập manga nữa các bạn. Đây một số, đa số mình thấy là trong tuyển tập manga nhiều hơn nha các bạn. Có một số hình ảnh sticker của tác giả vẽ cũng khá là xịn sò, rất là đẹp ha. Tất cả đều lên full màu luôn các bạn, rất là đẹp ha. Tổng hợp những vụ án, những tình tiết xảy ra từ lúc xuất bản năm 1994 đến chap mới nhất của năm 2015 nha các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.